Thân chào các em, vậy là một tuần học mới lại bắt đầu rồi. Để ôn lại kiến thức tiết học hôm trước, hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng tham gia trò chơi với tựa đề giúp cá về nhà. Các em sẽ đưa được các chú cá về bể của mình bằng cách trả lời đúng các câu hỏi sau. Nào, chúng ta đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng bắt đầu các em nhé. Câu hỏi thứ nhất: tự hào về truyền thống gia đình dòng họ là thể hiện sự 3 chấm về các giá trị tốt đẹp mà gia đình dòng họ đã tạo ra. Một phút suy nghĩ bắt đầu. Đã hết thời gian suy nghĩ rồi. Các em cùng quan sát đáp án của cô để so sánh xem có trùng khớp với câu trả lời của mình không nhé. Đó chính là đáp án A, hài lòng, hãnh diện. Câu hỏi số 2: Minh luôn cố gắng học tập để xứng đáng với truyền thống hiếu học của dòng họ mình. Việc làm của Minh cho thấy Minh là người. Một phút suy nghĩ bắt đầu. Và đáp án của chúng ta chính là đáp án D, biết phát huy truyền thống của dòng họ. Câu hỏi số 3: hình ảnh trên thể hiện truyền thống nào của gia đình mình? Đương nhiên, câu trả lời sẽ là đáp án B, truyền thống yêu nước. Như vậy, bằng việc trả lời đúng cả 3 câu hỏi thì chúng ta đã giúp được 3 chú cá được trở về bể của mình. Qua phần trò chơi, chúng ta đã hình dung được nội dung của kiến thức tiết học hôm trước. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài 1: tự hào về truyền thống gia đình dòng họ. Tiết trước chúng ta đã tìm hiểu phần khái niệm, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu phần hai nhỏ, một số truyền thống. Để tìm hiểu thêm về một số truyền thống của gia đình dòng họ Việt Nam thì cô mời các em cùng tham gia một trò chơi sau. Trò chơi có tựa đề nhanh tay, nhanh mắt. Về luật chơi như sau: cô sẽ chiếu một đoạn phim về các làng nghề truyền thống của Việt Nam. Các em theo dõi thật kỹ, lấy giấy nháp, ghi lại tên các làng nghề có trong đoạn phim. Bạn nào ghi nhanh nhất, đúng nhất, đầy đủ nhất thì sẽ nhận được điểm cộng từ cô. Mời các bạn cùng xem phim. Việt Nam có rất nhiều làng nghề truyền thống. Làng Gốm Bát Tràng Hà Nội là một trong số ấy. Đây còn là một địa chỉ du lịch được nhiều du khách biết đến. Nếu Gốm Bát Tràng chủ yếu là những sản phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày thì gốm Chu Đậu, Hải Dương lại được lưu giữ ở các bảo tàng của nhiều quốc gia.
không mang vẻ đẹp lộng lẫy như gốm Bát Tràng. Gốm Bầu Trúc Ninh Thuận đại diện cho dòng gốm thô, đẹp, mộc mạc, chân chất như chính những con người đã tạo ra chúng. Bên cạnh các làng nghề gốm là làng đá mỹ nghệ non nước Đà Nẵng. Các tác phẩm đá mỹ nghệ non nước có sự giao thoa giữa nền văn hóa người Việt cổ và văn hóa Champa. Đòi hỏi sự khéo léo hơn cả là nghề kim hoàn, trong đó làng Chạm Bạc Đồng Sâm, Thái Bình đã có từ thế kỷ 15, đến nay vẫn giữ nguyên danh tiếng. Vào thời Nguyễn, các nghệ nhân Đồng Sâm đã vào tận Huế để chạm trổ cung kiếm, trang sức cho triều đình. Nổi tiếng không kém về chất lượng sản phẩm là làng nghề kim hoàn Kế Môn, Huế. Cũng là những sản phẩm làm ra từ kim loại, làng nghề đúc đồng Phước Kiều, Quảng Nam lại tạo ra nhiều chủng loại sản phẩm phục vụ cho việc tế lễ hội hè. Trong lĩnh vực đồ gỗ mỹ nghệ, làng La Xuyên Nam Định nổi tiếng với nghề mộc. Những người thợ La Xuyên từng tham gia xây dựng cung đình từ thời vua Đinh và đến nay vẫn duy trì nghề truyền thống này. Làng nghề Khảm Trai Chuôn Ngọ, Hà Nội lại làm ra những sản phẩm mang tính mỹ thuật cao như tủ khảm, giường khảm. Cũng từ gỗ, làng trống Đội Tam, Hà Nam nổi tiếng với các loại trống có độ bền, đẹp, tiếng no tròn, với nguyên liệu chính được dùng làm trống là gỗ mít và da trâu. Từ lâu, thuyền thúng đã được mệnh danh là trí khôn của người Việt. Trong đó, nổi tiếng nhất là thuyền thúng Trai của Phú Yên. Cùng với thúng Trai, Phú Yên còn có làng muối Tuyết Diêm, còn được gọi là làng muối Củ Mông. Làng hình thành từ năm 1870, đến nay, người dân nơi đây vẫn giữ nghề truyền thống dù vất vả cực nhọc. Tranh dân gian Đông Hồ, Bắc Ninh nổi tiếng từ lâu, được vẽ trên giấy gió và hoàn toàn sử dụng chất liệu màu tự nhiên như gạch non, lá cây, rễ cây ướp thành than. Cũng là tranh, nhưng Tương Bình Hiệp Bình Dương lại nổi tiếng với tranh Sơn Mài. Nghề làm tranh Sơn Mài ở đây đã được công nghiệp hóa với những dây chuyền sản xuất lớn mang đậm phong cách Á Đông. Lụa Hà Đông hay còn gọi là lụa Vạn Phúc Hà Nội ngày nay là làng nghề dệt lụa tơ tằm có lịch sử cả ngàn năm. Ngày xưa, lụa Vạn Phúc đã được sử dụng nhiều trong cung đình nhờ chất lượng tốt và hoa văn đẹp. Không mượt mà như lụa, song thổ cẩm của làng Châu Giang, An Giang lại thu hút người ta bởi nét đẹp thô ráp và kỹ thuật dệt độc đáo mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm. Cùng với lụa, thổ cẩm là ren. Làng nghề thơ ren Văn Lâm Ninh Bình với tuổi đời trên 700 năm, cho đến nay vẫn còn rất nhiều những người thợ lành nghề.
Cũng ở Ninh Bình, làng cói Kim Sơn với sản phẩm chiếu cói không chỉ quen thuộc với người Việt mà còn vươn xa tới hàng chục quốc gia trên thế giới. Giống như những chiếc nón lá duyên dáng tưởng như chỉ dành riêng cho phụ nữ Việt Nam, thì nay theo chân du khách đi năm châu bốn biển, làng nghề nón chuông Hà Nội hay Tây Hồ, Thừa Thiên Huế là hai trong những làng nghề làm nón hình thành cách đây cả trăm năm và được lưu truyền cho đến ngày nay. Qua đoạn phim, chúng ta đã tìm hiểu, biết thêm về một số làng nghề truyền thống của Việt Nam. Mình thấy là những làng nghề này đã tạo ra được rất nhiều sản phẩm phục vụ cuộc sống của con người. Có một số sản phẩm còn đem xuất khẩu, tạo ra những giá trị kinh tế. Như vậy, ở Việt Nam, mỗi gia đình dòng họ đều có rất nhiều truyền thống quý báu. Sau đây cô sẽ giới thiệu thêm cho các em tìm hiểu về một số truyền thống. Truyền thống lao động, kinh nghiệm trồng lúa nước, chữa bệnh bằng cây thuốc nam, đoàn kết tương thân tương ái, giúp nhau trong lao động sản xuất, cần cù sáng tạo, tiết kiệm, vân vân. Truyền thống về đạo đức, ví dụ yêu nước, chống giặc ngoại xâm, hiếu thảo, hiếu học, kính trên nhường dưới, đoàn kết, yêu thương con người, sống chan hòa với mọi người, vân vân. Truyền thống văn hóa, ví dụ như là truyền thống đón Tết cổ truyền, mặc áo dài, tổ chức lễ hội, giỗ tổ Hùng Vương, hội gióng, vân vân. Truyền thống nghệ thuật, tranh dân gian Đông Hồ, múa rối nước, điêu khắc, các làn điệu dân ca, ca cổ, đờn ca tài tử Nam Bộ, ca trù. Cô giới thiệu với các em, đờn ca tài tử Nam Bộ và ca trù là những di sản văn hóa của Việt Nam được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Như vậy, mỗi gia đình, dòng họ của Việt Nam đều có rất nhiều những truyền thống tốt đẹp, quý báu. Ví dụ như truyền thống về đạo đức, truyền thống về văn hóa, truyền thống nghề nghiệp, lao động sản xuất, làng nghề, học tập, văn hóa, nghệ thuật, vân vân. Vậy ở phần 2 nhỏ, một số truyền thống, các em có thể ghi ngắn gọn như sau. Mỗi gia đình dòng họ Việt Nam đều có truyền thống về văn hóa, đạo đức, lao động, nghề nghiệp, học tập, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu phần tiếp theo của bài, ba nhỏ ý nghĩa. Các em sẽ cùng trả lời giúp cô một câu hỏi. Nêu suy nghĩ của em về câu nói những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ sẽ là hành trang vững chắc cho mỗi người bước vào đời. Ở câu hỏi này, các em sẽ ghi câu trả lời của mình ra giấy nháp. Sau đó, chúng ta sẽ trình bày phần trả lời của mình ở tiết học vào ngày thứ hai tuần tới. Như chúng ta đã biết, nếu chúng ta sinh ra trong một gia đình có nhiều truyền thống tốt đẹp và chúng ta luôn tự hào về những truyền thống đó thì sẽ giúp chúng ta có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, thử thách và nỗ lực để vươn đến thành công. Những truyền thống tốt đẹp
chính là hành trang cho chúng ta sau này, để mỗi chúng ta có thể gây dựng tương lai cho bản thân mình, làm rạng rỡ truyền thống của ông cha. Truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ sẽ giúp chúng ta có thêm nghị lực, vượt qua khó khăn, thử thách và nỗ lực vươn đến thành công. Như vậy, những truyền thống của gia đình dòng họ mang lại ý nghĩa rất lớn đối với mỗi chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta cần phải có ý thức để rèn luyện. Chúng ta chuyển qua phần 4 nhỏ, rèn luyện. Các em cùng suy nghĩ trong thời gian 4 phút trả lời cho cô hai câu hỏi sau. Nếu những việc làm biểu hiện, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. Câu hỏi số 2. Nếu những việc làm biểu hiện không giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. Phần này chúng ta vẫn ghi ra giấy nháp giúp cô các em nhé. Cùng theo dõi trên màn hình. Đối với những việc làm thể hiện biết phát giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ, ví dụ như là tích cực tìm hiểu về lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, thích xem phim, kịch, nghe nhạc của Việt Nam, sưu tầm những món ăn, trang phục dân tộc độc đáo, tìm hiểu, giới thiệu với mọi người về các lễ hội truyền thống của dân tộc, học tập tốt, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, đồng thời phát huy truyền thống yêu nước như lời Bác Hồ dạy. Về những việc làm biểu hiện không giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ, ăn mặc không đúng quy cách, ăn nói sử dụng từ mượn bừa bãi, chê bai những món ăn thuần Việt, xem những trang phục dân tộc là lỗi thời, không rèn luyện tu dưỡng, sống khép kín, không chịu học hỏi. Như vậy, qua đây chúng ta sẽ nhận thấy là mình đã có những cái việc làm nào phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ mình hay chưa. Nếu như mình đã làm được những việc đó thì cô hy vọng chúng ta sẽ phát huy hơn nữa, làm thật nhiều những việc tốt hơn nữa. Còn nếu chúng ta nhận thấy mình có những biểu hiện chưa giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình dòng họ thì chúng ta sẽ khắc phục nó. Như vậy để chúng ta có thể rèn luyện được sự tích cực giữ gìn phát huy gia đình dòng họ thì chúng ta phải có những cái thái độ, những cái biểu hiện phù hợp. Bốn nhỏ rèn luyện. Chúng ta cần tự hào, trân trọng, nối tiếp và gìn giữ truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ bằng hành vi và thái độ phù hợp. Mời các em cùng trả lời câu hỏi nhỏ sau. Nên hay không nên? Chúng ta sẽ sắp xếp vào cột phù hợp các em nhé. Cùng theo dõi đáp án của cô nào.
nền và không nền. Như vậy tiết học đã kết thúc. Cô sẽ giúp các bạn hình dung lại bài học qua sơ đồ tư duy sau. Qua bài học này chúng ta thấy mỗi gia đình dòng họ đều có những truyền thống tốt đẹp, quý báu được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Vậy thì sau đây cô xin mời các bạn xem một đoạn phim ngắn thể hiện chúng ta đã biết giữ gìn và phát huy truyền thống về đón Tết cổ truyền như thế nào các em nhé. Chúng ta cùng quan sát trên màn hình để hình dung lại toàn bộ bài học hai tiết vừa rồi. Qua bài học, cô hy vọng chúng ta sẽ hiểu biết hơn về những truyền thống của gia đình dòng họ mình, từ đó thêm tự hào, giữ gìn, phát huy, làm rạng rỡ thêm những truyền thống đó. Hướng dẫn về nhà. Các em học thuộc bài, chuẩn bị phần tiếp theo, ba la mã luyện tập, bốn la mã vận dụng